Chuyện gì vậy? Cục cưng, tội nghiệp của mẹ. Dạ. Đau này, đau này, gối con rất đau mẹ này. Đau này, đau này, ấu giúp con đi mẹ này. Đau này, đau này, ôi thật đau mà. Con có một vết thương đầy này. Ồ, đến đây nào bé con. Con yêu, không phải con cũng... Ôi thật đau mà bé con ta đập vô đầu. Ôi thật đau mà hãy đưa bé ngay vô giường. Ôi thật đau mà... Ôi thật đau mà con có một vết thương. Tội nghiệp con. Vết thương này nào con yêu. Đau rồi, té nên bé đau chân rồi. Đau rồi, rất đau thật tệ chỉ biết. Đau này, ôi thật đau mà. Em có một vết thương, tội nghiệp Suzy. Vết thương rồi, ngón cái bông đau rất nhiều. Đau thật đau mà mẹ thật là trẻ con. đau này, ôi thật đau mà vết thương cũng có đây này. Con thấy không? Vết thương này chúng ta làm. Yêu thương nhau, nỗi đau sẽ không còn. Thương mẹ quá. Ồ, mẹ không sao. Mẹ có bác sĩ Vindy và một vài y tá sinh đôi giúp mẹ cảm thấy tốt hơn đó. Đúng rồi. Này, có chuyện gì vậy Nathan? Tại sao hôm nay bạn lại im lặng vậy? À, một vài bạn trong trường trêu chọc mình. Họ gọi tớ là Humpty Dumpty. Bạn biết đó, đôi khi tớ hay ngã khi đá bóng. À, đừng lo lắng Nathan, chúng tớ sẽ đỡ bạn khi ngã. Đó là điều mà bạn bè nên làm. Ha ha ha, bạn an tâm, chúng tớ sẽ cổ vũ bạn. Các bạn trong trường sẽ nói gì nhỉ? Nào, hãy để tôi hát cho bạn nghe. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Ngủ của vua cha và quân lính của ông. Humpty không thể ở trên tường này nữa đâu. Nathan tội nghiệp, điều đó thật không hay. Nào, nâng cầm cậu ấy lên. Tôi biết làm thế nào để bài hát này làm bạn vui hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Bạn bè của anh và gia đình của anh. Đưa tay nâng đỡ, anh sẽ đứng dậy mà thôi. Woohoo, ha ha. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Bạn bè của anh và gia đình của anh. Đưa tay nâng đỡ, anh sẽ đứng dậy mà thôi. Ôi, cảm ơn Karen, bạn thật ngọt ngào. Chúng ta là bạn bè, những người đàn ông. Chúng tớ luôn theo sau bạn. Đúng đó. Đừng nghe các bạn ở trường. Chúng tớ yêu bạn như chính bạn. Bây giờ hãy để mình hát cho bạn nghe nhé. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Mọi người đồng lòng, chàng trai và cô gái. Nâng Humpty lên cùng với tiếng vỗ tay. Giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tất cả hãy cùng hát với nhau. Và đừng quên, chúng tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia. Lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu. Vì nhiều bạn bè giúp anh cẩn thận hơn. Anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia. Lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu. Vì nhờ bạn bè giúp anh cẩn thận hơn. Anh sẽ không ngờ nữa đâu bạn ơi.
Này các cậu, ai muốn đi bơi nào? Yeah! Chuyện gì vậy Nathan? À là vậy nè, mình không biết bơi. Đừng lo mà, bọn mình có thể dạy cậu. Ừ, đi thôi. Bạn học bơi đi nhé, học bơi bơi bơi. Và bạn ơi hãy nhớ điều trước tiên đây. Bạn cần lắng nghe mọi thứ, học nhiều quy tắc. Rất vui khi đến trường học bơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt nha. Yeah! Yeah! Wow, tôi không thể chờ để có thể bơi được giống các bạn. Wait, dừng lại Nathan. Đầu tiên bạn phải chắc là bạn được an toàn. Nào bạn hãy nào dang đôi tay và chung giúp bạn nổi thật lâu lâu lâu. Và hồ bơi quanh đó nổi ở trên đấy. Và đó là cách an toàn bạn ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt nha. Sẵn sàng để bơi bơi bơi. Và bạn hãy nhớ lấy thật chậm thôi. Bằng chân bé ta bắt đầu đá. Sẽ sớm thôi, bơi thật dễ dàng. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Là vui quá. Gì tiếp theo? Giờ bạn cần di chuyển cánh tay của bạn. Bạn sẽ bơi ngay lập tức. Vùng tay của bạn đó và bay bay bay. Làm như con chim nhỏ cậu bay lên cao. Bạn sẽ thấy tâm thần đang di chuyển. Chúng ta hát bơi lội bài ca. Bơi lội mình bơi được rồi, đây là cá bơi bơi. Và điều mình mong ước, mình mong mong mong, mình thật lòng mong ước không kết thúc. Bơi thật là tốt bạn mình ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Được rồi hai con, đến lúc đi tắm rồi. Tiến đi, con có thể giúp mẹ chuẩn bị cho hai em tắm được không? Chắc rồi, thôi nào các em. Đi tắm thật là vui lắm đó. Để chị chỉ cho các em. Tắm rồi là lúc thích ghê. Là lúc chúng ta vui đùa. Đến đây ta bọc bóng đi. Thần trong bé tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm thật sạch bé ơi, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm đi bé đi bé, cha rơ tâm thật sạch bé ơi. Con nghĩ mẹ sẽ làm việc này. Hẹn gặp lại các em, tắm rất là vui. Làm tốt lắm Wendy, giờ hãy làm cho các em sạch sẽ hơn. Tắm rồi là lúc thích ghê, là lúc giúp cho ta sạch. Hãy cha xà phòng khắp nơi, làm cho đến khi sang sạch. Làm sạch tóc
bằng xà phòng ta bọt đi, xà với nước giữ gìn đôi mắt của ta có thể đau làm bạn khóc. Cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm thật sạch bé ơi. Tắm gội là lúc thích ghê, cùng chơi với cao su vịt, rửa sạch đồ chơi chúng ta, rửa đi bé xe của mình, bật biên chung giúp sạch hơn, rửa sạch đi bạn ơi làm đi, rửa thật sạch không quên nha, xả một lần thêm lần hai. Cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm thật sạch bé ơi. Cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm đi bé đi bé, cha đưa tâm thật sạch bé ơi. Mẹ ơi, chúng ta đã làm tất cả chúng đều sạch sẽ và thơm tho, không thể làm được nếu không có con Wendy. Bây giờ thử thách tiếp theo là đưa những cặp song sinh nghịch ngợm này lên giường. Ôi cậu bé, con chưa nghĩ đến điều đó. Này các bạn, kiểm đếm những chú vịt ngộ nghĩnh này đi. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những chú vịt này trước. Mình cũng vậy. Này, có 5 chú vịt nhỏ cho 5 người bạn nhỏ. Nhìn kìa, vịt mẹ ôm gọn chúng trong vòng tay. Tớ biết, hãy theo vịt mẹ và giúp cô ấy tiếp tục đếm 5 con vịt nhỏ của mình nhé. Ý kiến hay, vậy sẽ vui lắm. Vịt nhanh năm chưa chung bơi một ngày, vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, chỉ 4 chú về với mẹ mà thôi. 1 2 3 4. Này, chú vịt thứ 5 nó đi đâu vậy nhỉ? Tớ không có ý kiến, nhưng tớ sẽ tìm cậu ấy. Ý hay đấy Nico, chúng tớ sẽ trông chừng 4 chú vịt còn lại. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu? Mẹ chúng chẳng tìm ra. Vịt nhóm bông chư chung bơi một ngày, vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, còn 3 em chúng nó quay trở về. 1 2 3. Ôi chao! Ôi trời, con vịt thứ 4 đã đi đâu rồi? Cô ấy vừa ở đây mà. Được rồi các bạn, tớ sẽ đi tìm cô ấy. Được đấy Wendy, chúc may mắn. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Vịt nhớ ba chú chung bơi một ngày, vịt bay đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, còn 2 em chúng nó quay trở về. 1 2 2. Ai biết? Ôi không, lại nữa rồi. Con vịt thứ 3 đã chạy đi đâu rồi? Tớ sẽ mang cậu ấy trở lại. Đi đi má. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu mà chúng chẳng tìm ra. Vịt nhỏ hai chú đi bộ đường dài, vịt đi chơi xa chúng quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, và bọn em thôi một chú vịt trở về. 1 1 1. Chạy tốt hơn ấy. Này cậu, bây giờ con vịt thứ 2 cũng chạy mất rồi. Tớ sẽ tìm cô ấy. Nathan, cậu chờ ở đây nhé. Đồng ý. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Chỉ còn một chú vịt con. Vịt mẹ đừng lo lắng nhé. Tôi chắc chắn các bạn của tôi sẽ tìm ra chúng và tất cả họ sẽ sớm quay trở lại. Vịt nhóm một chú chú đi một ngày, vịt đi chơi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát, và 5 chú vịt cùng nhau trở về. 1 2 3 4 5. Tất cả vịt đã trở về, hoan hô. Vịt con tất cả chúng quay trở về, nhìn xem đi lắc lư nhảy đều. Mẹ kêu to quát 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 quát, mẹ mừng vui khi các con trở về. Tất cả 5 chú vịt con và 5 người bạn nhỏ cuối cùng cũng về nhà. Vâng, nhưng có vẻ như vịt mẹ tội nghiệp cần chợp mắt một chút. G
chào mừng đến với buổi tiệc trái cây hàng năm của Bom Buddies, mang đến cho bạn bởi chúng tôi những loại trái cây dễ thương. Đúng rồi các chàng trai cô gái, mỗi năm một lần tất cả chúng ta đều gặp nhau và ăn mặc như những gì chúng ta yêu thích. Bạn đã đoán ra quả. Xem đây, tôi là quà chuối này. Tôi sắc vàng tươi và thật vui ăn vào thức ăn tuyệt vời của khỉ này. Tôi thật sự ngon bạn ơi. Để ta kêu trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bạn ta trái cây rất ngon và dễ thương. Xin chào, tôi là một quả cam. Tôi đây trên một cây cam này. Người ta uống tôi gọi là nước cam này. Vitamin C mình có đủ. Vì vậy tôi là quả táo này. Chắc sơ nếu ta cần thì tôi đây này. Xanh với đó tôi màu sắc này. Tôi đây được nướng cùng chiếc bánh. Để ta kết trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta trái cây thật. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bọn tôi trái cây rất ngon và dễ thương. Các bạn tới đây là qua bên này. Có khi xem tôi như là rau, nhưng không, tôi đầy giống như một loại trái cây. Hạt trong thân tôi như cục đá. Xin chào, tôi là quả dưa này. Tôi đây sống ở miền nhiệt đới rất tuyệt. Tôi có kiểu tóc gai nhọn xinh đẹp. Bạn ăn tôi từng miếng thôi. Để ta kêu trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bằng tới trái cây rất ngon và dễ thương. Bọn tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Bọn tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Được rồi Wendy, ngồi trước TV vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải hoàn thành một số công việc nha. Nhưng mẹ, con không muốn đâu. Bây giờ đừng tranh luận với mẹ Wendy. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Mẹ muốn con đến trường học thôi. Mẹ muốn con làm sạch hồ bơi. Con buộc phải tuân theo quy tắc và làm tất cả, nghe không? Con không muốn đi đến trường đâu. Hồ bơi con không muốn dọn đâu. Con không muốn làm theo quy tắc. Con chỉ muốn chơi thôi. Wendy, đừng nghịch ngợm như vậy. Nhưng mẹ luôn nói với con rằng chúng ta phải nói làm ơn khi chúng ta muốn điều gì đó được thực hiện. Cố gắng lên nhé Wendy. Mẹ là mẹ của con nên con luôn phải làm như mẹ nói. Mẹ muốn con dọn phòng của con. Mẹ muốn con sử dụng chổi này, hoàn thành nó mặt không nhăn nhó. Hãy làm việc đó nghe chưa? Con không muốn dọn phòng của con. Con không muốn sử dụng chổi này. Con không muốn dừng ngay nhăn nhó. Con chỉ muốn chơi thôi. Đến lúc làm bài tập. Con chẳng muốn đâu. Đi ngủ thôi. Con chẳng muốn đâu. Ăn rau đi. Con chẳng muốn đâu. Xếp vườn zin đi. Con chẳng muốn đâu. Đọc quyển sách. Con chẳng muốn đâu. Làm cho tốt. Con chẳng muốn đâu. Chà răng nhé. Con chẳng muốn đâu. Giờ đi ngủ đi. Con chỉ không muốn làm. Con không muốn mình ăn rau đâu. Con không muốn quần jean con xếp. Con chỉ muốn được xem tivi. Và con chỉ muốn ở không. Ok, điều này đang trở nên ngớ ngẩn. Mẹ sẽ làm gì với con đây? Mẹ biết rồi. Mẹ muốn con ăn một ít bánh. Mẹ muốn con luôn tỉnh táo nè. Có niềm vui ngồi xem tivi. Làm ơn làm nó đi con. Chẳng muốn đâu ăn vài cái bánh. Con chẳng muốn phải thức giấc đâu. Con chẳng muốn được xem tivi. Con chỉ muốn ở không thôi.
Này mẹ, mẹ lừa con. Những cái cuối cùng là những gì con muốn làm. Hà, điều đó quá tệ phải không? Lẽ ra con nên lắng nghe. Hà, và có lẽ làm như con đã nói là rất khó. Dạ đúng rồi mẹ, con xin lỗi, con muốn trở nên tốt. Đó mới là con gái của mẹ. À, một con nhện. Tránh xa đi ông nhện. Wow, chuyện gì xảy ra vậy Caro? Những con nhện thật đáng sợ. Không, chúng không. Chúng không thể làm tổn thương bạn. Chúng chỉ nhỏ bé và bạn lớn hơn rất nhiều. Nhưng chúng thật đáng sợ. Không, chúng rất thân thiện và chúng luôn đứng dậy khi bị ngã. Hãy xem này. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cái vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từ cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Tôi không biết, anh ấy trông vẫn hơi ma quá đối với mình. Không, anh ấy chỉ đang làm việc của mình. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cư chuồng. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống sàn. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo cư chuồng. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Tôi đoán anh ấy thật dễ thương. Chắc là vậy. Và anh ấy tiếp tục leo lên. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cái cây. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống đây. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo cây rồi. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cây vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Bạn nói đúng Nico. Những con nhện thật tuyệt vời. Đúng vậy. Và Incy là người bạn tám chân rất yêu thích của mình. Này các bạn, hãy chơi Johnny Johnny Vân Papa. Mình xin là Papa và các bạn là những đứa trẻ nhé. Nghe vui đấy. Được vậy đi. Johnny Johnny Vân Papa. Bé cúp đùa không ba à. Chơi lớp học không ba à. Nhanh đi bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Được rồi Nico, giờ bạn là cậu bé. Hiểu rồi, ba. Johnny Johnny vâng Papa. Bé không vâng lời không ba à. Nói dối nghe không ba à. Luôn tốt bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Yay, tuyệt vời. Wow. Lần này cả hai người cùng nhau thế nào? Được rồi, Nico sẽ là anh trai. Tuyết, mình luôn muốn là một anh trai. Yeah. Johnny, Johnny vâng Papa. Tên nhà với anh con không ba à. Lấy bánh của anh con không ba à. Luôn là bạn. Vâng thưa ba. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Johnny, Johnny vâng Papa. Pha phát anh
hoặc đồ chơi. Không ba à, luôn là bạn. Vâng thưa ba. Tuyệt vời. Này các bạn nói gì hôm nay chúng ta đi phiêu lưu phải không? Ừ, đi công viên hoặc sở thú. Nathan, cậu có thể yêu cầu mẹ đưa chúng ta đi. Mình không biết nữa các bạn, hôm nay mẹ có vẻ rất bận. Thôi nào Nathan, bọn mình muốn đi chơi. Được rồi, mình sẽ cố. Mẹ ơi! Chúng con muốn đi chơi mẹ này. Không mẹ ơi. Chúng con chơi slam được không đấy? Không không nào. Kẹo bánh chúng con ăn nhiều. Chẳng có cho. Đi mà mẹ, chúng con có thể không? Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Ồ các cậu, mẹ mình không bao giờ cho chúng ta đi bất cứ đâu. Này, có lẽ mình có thể thử hỏi và xem điều đó có giúp ích được không? Ý kiến hay, chúc may mắn. Bài tập con chân buông làm. Không bé ơi. Ăn thật nhiều món tráng miệng ngon. Không không nào. Chúng con muốn chơi bowling. Chẳng có cho. Thậm chí là đi dạo. Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Chẳng còn hy vọng gì. Chờ đã, để mình thử. Mẹ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dễ thương của mình. Ở đây không có gì. Chúng con xem phim nha mẹ. Không mẹ ơi. Có thể u sinh tô này. Không không nào. Ngu qua đêm thế nào. Chẳng có cho. Chơi lang thang bên ngoài nhé. Mẹ nói không. Kem thì thế nào mẹ. Nà à. Đi chơi với đội bóng đá của con. Không. Chúng con thức khuya được không? Không đời nào. Đi ra ngoài công viên và chơi. Không 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 mà. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Rồi, mình đoán mọi thứ đã an bài. Không có cuộc phiêu lưu ngày hôm nay cho các bạn. Ồ, các con, mẹ đã hoàn thành công việc của mình. Món kem đó thì sao? Thật ước, tuyệt vời. Cảm ơn mẹ. Chào mừng đến sở thú. Sở thú mình đón chào. Động vật nào ta hay tìm đi. Tớ với bạn vui nào. Chào mừng đến sở thú. Sở thú mình đón chào. Nào hãy cùng nghe con vật kêu. Thú lớn nhỏ kêu này. Ôm quá đi những chàng trai. Ôm quá đi những cô gái. Đó là con khỉ. Con khỉ rất là vui. 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 Chào mừng đến sở thú. Sở thú mình đâu già. Động vật nào ta hay tìm đi. Tớ với bạn vui nào. Ông quá đi những chàng trai. Ông quá đi những cô gái. Đó là sư tử. Nghe sư tử gầm vang 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 vang. Nghe sư tử gầm vang 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 vang. Chào mừng đến sở thú. Sở thú mình đón chào. Động vật nào ta hay tìm đi. Tớ với bạn vui nào. Ông quá đi những chàng trai. Ông quá đi những cô gái. Đó là con voi. Là con voi to lớn hơn cái nhà. Nhưng lại sợ con chuột Betty Betty. Chào mừng đến sở thú.
sơ thu mình đón chào. Động vật nào ta hãy tìm đi, tớ với bạn vui nào. Ồn quá đi những chàng trai, ồn quá đi những cô gái là hải cẩu. Hải cẩu bạn làm chi, hải cẩu bạn làm chi, hải cẩu bạn làm chi, hải cẩu bạn làm chi. Chào mừng đến sơ thu, sơ thu mình đón chào. Động vật nào ta hãy tìm đi, ta với bạn vui nào. Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc chúng. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Bé Peter xôn môi rồi đây, đôi má hồng tươi, nhìn bé muốn ngu ngay bây giờ, trông yêu ớt làm sao. Thôi em Suzy baby home, đôi mắt thì ngưa, muốn giúp bé ngay thôi, làm cho em bé nhăn khóe vào lúc ôm. Giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày vào lúc ôm. Giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Suzy bé sốt rồi đây, ô phải làm sao? Miên giang đây ôi chao lạnh, ở đây vì em. Bụng cô bé Peter đau rồi, đáng thương làm sao? Uống thuốc nhé bé chớ sợ gì, và nghe chúng ta ca hát. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày
vẻ như hai em bé đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Ừ, đúng rồi Wendy. Con thấy các em bé nhỏ có sự khác biệt lớn như thế nào khi các em cảm thấy bị bệnh rồi đó. Dạ, đó là liều thuốc tốt nhất.